Alo. Cảm tâm về chuyện tay em về đến nơi xa. Sài Gòn đau lòng quá, còn kỷ niệm chúng Alo. Thôi, cái chương trình gì mà đẩy em vào con đường tội phạm nha. Có chữ thôi à, có gì đâu. Thiệt không? Thiệt không? Thiệt, không có. Em sợ con thằng Lằng á. Có thằng Lằng đâu? Có thằng Lằng không? Thiệt không? Không, không chữ gì vậy? Em sợ thiệt á. Em khóc vậy Như. Anh ơi, em về em bên trên Facebook anh. Sao chị Như? Tại vì em nghĩ em có bạn với anh em mới nhận chương trình này. Em quý anh mà. Anh chở em về liền, em không chơi nữa.